Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Đổi mới Đào tạo Báo chí Truyền thông trong kỷ nguyên số do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan vừa được tổ chức vào sáng nay ngày 16 tháng 12 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Diễn đàn đã đề xuất những giải pháp đổi mới công tác đào tạo báo chí truyền thông nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực báo chí phục vụ chuyển đổi số báo chí. Các ý kiến tại diễn đàn đều cho rằng sự phát triển của kỷ nguyên số đã mang lại những cơ hội cũng như cả những thách thức đối với nhiều lực lượng lao động, trong đó có lĩnh vực báo chí truyền thông. Nhân lực làm việc ở lĩnh vực này không chỉ cần năng lực chuyên môn cao, đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác để bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ và truyền thông hiện đại. Đại diện các cơ quan báo chí nhấn mạnh các yếu tố về kiến thức nền tảng, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm cũng như làm chủ kỹ thuật công nghệ trong quản trị sản xuất tin bài. Một số ý kiến cũng đề xuất trong quá trình đào tạo thực hành, các trường có thể tổ chức sản xuất các thông tin báo chí, quy động nhân lực là sinh viên và cung cấp sản phẩm đầu ra cho các cơ quan báo chí.